bạn đã quay trở lại với cả Ocean Vlog. Hiện tại tôi đang ngồi edit một cái vlog về một cái chủ đề mà lâu lắm rồi tôi chưa làm, đó chính là đây. Đấy, chủ đề ăn gì ở Hà Nội. Đây các bạn có thể thấy tôi đang ngồi trước cái project ăn gì ở Hà Nội. Thì hôm trước tôi quay thì về xem lại tất cả các video thì thấy rằng mình thiếu mất cái đoạn mở đầu thì có vẻ hơi cụt, tức là mình chưa giới thiệu là mình ăn gì, mình ăn ở đâu này. Đấy, mặc dù nhìn cái tiêu đề thì các bạn có thể hình dung rồi nhưng mà thôi các bạn cứ coi như là cái đoạn này là cái đoạn mở đầu của tôi nhé. Đây, hôm nay mình sẽ review đồ ăn vặt ở địa chỉ Sân A5, khu tập thể Thành Công. Cái chỗ này tương đối là gần với cả chợ Thành Công luôn. Và đây cũng là địa điểm được gọi là thiên đường đồ ăn vặt cho sinh viên với lại học sinh nhá. Tại đây bạn có thể lựa chọn ăn rất nhiều những món ăn khác nhau, như kiểu là bún này, miến này, phở trộn này, rồi là bánh bột lọc này, rồi bánh xèo này, cháo chai này, hay là chè vân vân. Tại đây chất lượng quán nào cũng gần như là tương tự như nhau nên các bạn ngồi quán nào cũng ok la thôi. Ăn đi. Đây rồi, tao ăn nộm trước, xem nộm. Vịt. Đang trộn này. Cái đĩa nộm này có bò khô này, đây là đu đủ này. Đấy. Bò khô đu đủ. Rau thơm. Không phải rau thơm mà rau húng với cả dưa chuột. Ngon thế à? Nó không bị chua quá. Ăn nộm, ăn đi ăn nộm đi. Thế nó không bị chua quá. Uy tín. À, bên trong cái đĩa nộm nó còn cả cà rốt nữa. Cái này chấm cái gì? Đây nước chấm à. Cái nộm mà ăn không chua quá, ăn nó bị cuốn. Nộm này đúng 10 điểm luôn đấy, nó chấm nộm lên 10 điểm. Bánh bột lọc đấy thì để xem nào. Đây, bánh bột lọc là tôm với cả bọc nhĩ, thịt băm. Là cái vỏ. Huế ra. Ăn ok mà. Cái bánh ăn ok mà, không bị nguội. Không bị rằng nó không bị, bên trong nó không bị nguội. Cái nước chấm cũng vừa ấy. Ngon thế à? Rồi. Nhưng mà cái vỏ bánh này nó hơi nát. Nó quay lại nên là hơi nát. Nó dễ bị chảy. Mình vẫn ngon vậy chưa? Nào tao test cốt lộn xào me này. Trông bánh cuốn nha. Thiếu lạc đúng không? Cái này đĩa là thiếu lạc. Mà thiếu lạc vẫn không ảnh hưởng vì nó ngon vậy. Chúng mày có công nhận với tao là cái món đéo thì xào me cũng ngon đúng không? Mấy cái thứ xào me làm cho ví dụ là hải sản hoặc là những cái thứ thì tanh ấy, nó sẽ đỡ tanh hơn. Đây là trứng vịt lộn, tao chả ăn được phần đỏ nhưng mà cút lộn thì may là ăn hết được. Nhưng mà quan trọng là mình không sợ ấy, phải không? Nhìn quan trọng nhìn cũng không sợ ấy. Ăn uống đấy quan trọng phải nhìn tiền. Nhìn kiểu nhìn cái trứng vịt lộn kiểu nhìn cái con nhìn sợ. Ta tìm luôn nhá, tan su vào xào. Tan su vào xào mà nó bào ở nhà em xào lên đi ăn ngon. Nhưng mà nó thái rất là chịu. Tao ghét là su hảo nhưng mà làm nộm thì ok. Em cho ăn ok không ở Thạch? Được à? Đúng rồi, mua đây. Thành Công cũng là một trong những chúa rồi ăn vặt, đéo thì làm cũng ngon này. Ngoài Thành Công, Nghĩa Tân rồi. Chùa Láng đấy. Ăn vịt em này không? Tao ghét ăn vịt. Tao không ăn được vịt. Tao không thích ăn thịt vịt ấy. Thì gà thì ăn được nhưng mà thịt vịt thì thịt vịt là thịt kiểu như là nó nhạt này. Nó khác thịt gà. Tao cho nó khác thịt gà mà tao không biết rồi. Nhiều mỡ hơn. Rau ngoài nhiều. Không có một cái rau nào có thể đánh bại rau răm. Răm á? Không có thể rau nào có thể đánh bại được. Ngon vậy là. Bảo ra ăn cút lộn với cả nấu miến. Cả ăn với cả hải sản nữa mà ngon mà. Nhưng mà nói chung là tao kiểu cái cuộn giò me ấy chỉ là ăn ngon thì ngon thật, nhưng mà chưa chỗ nào kiểu nó thực sự là quá ngon, hiểu không? Ngon này. Ừ, chỗ nào cũng chỉ nó đều công thức chung ấy. Ngon thì ăn lúc nào cũng thấy ngon, nhưng mà kiểu ăn bảo ngon mà. Mày có béo được không? Không, thầy toàn ăn nhiều vai đái luôn, thầy ăn suốt ngày, ăn luôn mồm luôn đấy. Mà theo béo được. Đúng bữa thì nào, đúng bữa ăn không hấp thu được. Ừ, đúng kiểu không hấp thu được ấy. Kiểu ăn thì là cũng vào canxi là sẽ vào móng tay này, móng tóc này, đấy. Thề cay. Tao là chỉ bị béo mặt thôi, hiểu không? Mặt lúc là sẽ bị to to một tí, nhưng mà không bao giờ béo được người với cơ cái thứ ấy. Rồi, mình ăn xong rồi các bạn ạ. Tổng bill của mình chưa đến 200.000, chia ra là gần 70.000 một người. Vì đây là địa điểm ăn vặt cho sinh viên với học sinh nên là giá cả của nó rất là hợp lý. Bạn nào mà đam mê ăn vặt các thứ thì không nên bỏ qua địa điểm này nhá. Bây giờ thì video review của mình sẽ được kết thúc ở đây, và đừng quên like và đăng ký kênh của mình để xem những video mới nhất từ mình. Hẹn các anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.